Hello cho anh em, ngày mai là mùng 1 tháng 10 rồi và mình sẽ up clip mới trên YouTube không có trên fanpage Mobile Mô Việt. Anh em nhớ theo dõi ủng hộ Mô Việt nha, ấn nút theo dõi nào. Cách để tìm fanpage chính chủ của Mô Việt thì anh em vô cái tìm kiếm của Facebook, gõ từ khóa YTB Mobile Việt. Đó. Các bạn sẽ ra cái kết quả đầu tiên và ấn vô đó. Nhớ ấn theo dõi nha. Ở đây thì có những clip thì ngày mai bắt đầu có clip mới, còn hôm nay vẫn là clip cũ thôi. Có những thông tin rất là hữu ích về phiên bản mới, về những trang phục mới để các bạn theo dõi nha. Hẹn gặp các bạn trên fanpage mới của Mô Việt. shopmoviet.vn bán đinh quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào anh em, ngày hôm nay Mô Việt sẽ chơi một con tướng rất khỏe trong mùa 20 hiện tại, chính là Achit với phong cách trừng trị đi top. Ở bên hiện tại mình thấy phong cách trừng trị đi top khá là ok và có thể áp dụng rất là hiệu quả nha. Đặc biệt đi top các bạn sẽ kiểm soát con rơi rất easy, không cần đồng đội gank. Thứ hai là khi các bạn hỗ trợ team ý, thì cái tốc độ farm ăn mục tiêu lớn, rồi các bạn hoàn toàn có thể solo những mục tiêu lớn rất là đơn giản. Hỗ trợ rừng ăn mục tiêu lớn lại càng dễ hơn. Và với chất tướng Achit rồi phong cách này, các bạn chơi vô cùng dễ với một đồ semi. Đó là cái đồ rừng đầu tiên là rìu Leviathan. Sau khi ăn rơi xong thì mình sẽ biến về và di chuyển hỗ trợ team ăn rồng. Đó, không ăn tà thần nha, hỗ trợ team ăn rồng trước. Bởi vì team mình có khỉ này, Chrissy này, Achit cũng cần farm nhanh để lớn nhanh hơn. Thế là ăn rồng thì team mình sẽ có lợi thế đầu game tốt hơn rất là nhiều đấy các bạn ơi. Đấy là cách di chuyển mình thấy hiệu quả nhất trong phiên bản hiện tại cho rừng hay là cho top. Cái đàn rơi xong là chạy xuống hỗ trợ team ăn rồng luôn nha. Kệ team bạn ăn xe xa rồi, ăn rồng thơm hơn thì mình đông hơn mà. Này ăn này, ăn này khỉ ơi, trời, bạn khỉ không hỗ trợ luôn anh em ơi. Nhìn kìa, hai cái ông túm tóm đều leo 4 rồi. Mai mình qua bờ tường được nha. Hay đôi không tóm mình là được. Ok, đã được rồng rồi, bây giờ thì thừa thắng xông lên thôi, chứ còn đợi cái gì nữa. Hay hay hay, xiên luôn, quen tay. Hơi quen tay anh em ơi, quen tay chưa cheat là chiêu 1 chiêu 2. Ỉ sai quá luôn, bởi chiêu 2 chiêu 1 nha. Bây giờ nó khác như mấy phiên bản trước rồi. Ok, cheat được con tướng tỷ lệ thắng cực kỳ cao và leo rank rất là dễ, từ mùa 19 đến mùa 20 cũng vậy thôi. Và cái build đồ này mình thấy cực kỳ hiệu quả cùng phù hiệu vô cùng hợp lý với cheat phong cách này. Vừa trâu vừa khỏe, cắn lướt tốt và đặc biệt một chiêu cuối hô đầy máu luôn. Rồi bây giờ lên cái giày nha. Giày thì team bạn có ghi đu nên mình phải lên giày kiên cường. Nói chung là lên giày cho trận đấu với các bạn ơi là tối ưu nhất, team bạn khống chế quá nhiều luôn, hết Alistar rồi còn Arum, lại thậm chí cả ghi đu thực sự. Nhưng mà con rơi thứ hai mình kiểm soát được, ăn rơi một mình có lợi của anh em ơi. Tiêu diệt con rơi thì anh em ơi được 54 vàng rồi, đứng trong vòng được 50 vàng, 104 vàng rồi, Vân Ca đến hơi muộn nha. Ở cái cơ chế con rơi bây giờ là nếu mà càng nhiều đồng đội đứng xung quanh thì mỗi người được 50 vàng thì sẽ được nhiều vàng hơn. Đó, team sẽ kiểm soát hai con rơi đầu tiên và tăng cái lượng chênh lệch vàng rất là quan trọng thời điểm đầu game. Ở meta hiện tại thì các bạn phải di chuyển cơ. Nếu anh em mà không di chuyển thì toang. Bây giờ là cái meta di chuyển sẽ mạnh hơn là cái meta mà các bạn chỉ ôm đẩy đường. Đấy, di chuyển sẽ giúp team lấy được lợi thế. Top phải di chuyển, mid phải di chuyển để hỗ trợ rừng thì rừng mới dễ chơi được, còn nếu không thì rừng sẽ khó chơi. Mà đôi khi mình hỗ trợ mà mình lại được mạng cơ. Đấy, một chiêu hai mạng. Thơm phức. Bây giờ tiếp tục Sienna Letter này. Từ từ nha, đợi hồi cái chiêu này mình lên lên lại lên này. Ok. Tiếp tục là xin Gidu, chơi luôn. Thực ra team bạn có Gidu late game ý, đi top thì mình thấy không có ok lắm đâu. Mặc dù Gidu rất chịu khó di chuyển hỗ trợ team ý, nhưng mà yếu, thực sự là yếu đấy anh em ơi. Con đó này là một con chất tướng mà nó sẽ mạnh ở thời điểm cuối game cơ. Thế là bây giờ hoàn toàn mình có thể xử lý Gidu được.
Với cả team bạn mình thấy trận đấu này thừa khống chế quá. Các bạn đấy pick theo kiểu là pick khống chế bất chấp ý. Như vậy thì team sẽ thiếu đam. Đấy. Thành ra là team mình lại đánh dễ nha. Và team mình cũng không có AD, toàn đấu sĩ khỏe thôi. Ba con đấu sĩ khỏe đầu game. Đó, Achit cũng là con tướng khá là khỏe đầu game chứ không phải yếu đâu. Anh em chỉ cần sử dụng chiêu cuối hợp lý là Outplay hết tướng địch chơi được tốt luôn. Và chiêu cuối chúng càng nhiều tướng địch ý, bây giờ mà toàn đánh nhau đông mà tranh mục tiêu đông ý, ví dụ ù hết con rơi anh vào quạt một phát chiêu cuối thôi rồi lượm ơi. Ăn này, ăn xe xa này. Ăn luôn đi. Hai người ăn được nhanh. Kệ Vân chơi được. Vân ghi đua đây mình chơi được mà. Ơ kìa. Anh khỉ ơi. Ôi anh khỉ ơi. Ôi. Trời. Thôi mình vẫn xử lý được con xe xa rồi. Rất là nhanh anh em ơi. Giờ này mình có chút cuối đây. Chút cuối xong mình được ngồi chung 1-2 luôn. Mình dùng máy tính mà. Ok. Tiếp tục là ghi đua nha. Xiên ngay. Anh em thấy gì chưa? Anh em có biết Archie là ai không? Bồ của Arthur đây. Vừa đánh Arthur rồi lúc tối rồi thì đêm mình chơi Archie luôn. À ngày mai thì mình sẽ ra clip mới trên fanpage Mobile Mùa Việt. Anh em nhớ theo dõi fanpage ủng hộ Mùa Việt nha. Và ngày mai thì mình sẽ up clip mới ở trên YouTube không có đâu. Mỗi một tháng sẽ có tầm 20 đến 30 clip mới trên fanpage. Còn trên YouTube thì số lượng clip sẽ vẫn như cũ thôi. Nhưng mà có thể nó sẽ ít hơn do mình phải up clip mới bên fanpage Facebook anh em ơi. Nên các bạn muốn theo dõi Mô Việt như mọi khi nhớ theo dõi cả fanpage nha. Fanpage Facebook mình để cách tìm kiếm ở đầu clip ý. Và anh em cũng chỉ cần là lên Facebook anh em gõ cái từ khóa là itb Mô Việt. Thấy cái kết quả đầu tiên đi, hiện tại thì nãy mình check là được cũng được 8k anh em theo dõi rồi. Anh em ủng hộ mình lên 10k nào. Ok, chúng ta trận đấu này thì khi mà Archie đã quá xanh rồi thì game nó cũng bình thường thôi. Nhưng các bạn chơi meta hiện tại các bạn phải nhớ những cái mốc thời gian vô cùng quan trọng để có thể là tập trung ăn những mục tiêu lớn. Ví dụ như là 1 phút 20 giây thì trước khi đó mình phải có mặt ở giờ để ăn giờ trong thời điểm đầu game. 2 phút thì phải hỗ trợ team ăn rồng. Phút thứ 8 thì phải hỗ trợ team ăn xe xa. Và phút thứ 15 mà càng lại ăn con xe xa đó rất là quan trọng. Với bùa lực ma lực xe xa cấp 2, cấp 3 các bạn sẽ cực kỳ trâu và khỏe. Ui, con này mình lại quạt trúng 3 rồi. Bùa lực 3k máu anh em ơi. Lúc nào chơi quá chít này thì anh em được cái máu mà dùng chiêu cuối chúng 3 tướng địch auto đầy máu luôn. Thực sự cái chiêu cuối nó có bá luôn anh em ơi. Nhưng mà khi mà dùng ma tính thì anh em cứ chiêu 2 đánh thưởng chiêu 1 nha. Sau đó thì anh em nếu mà tướng địch mà dùng chiêu ấy, mình có thể outplay hoặc là mình tầm lược cái máu ấy, mình dùng chiêu cuối để mình hồi máu anh em ơi. Đặc biệt tướng địch đứng sát nhau rất là phê. Ăn tiếp rồng nha. Nhiều anh em bảo là anh Hoa ơi, ăn tà thần thôi thì đừng ăn rồng. Nhưng mà thực ra nếu mà team có lợi thế, ăn cả hai càng tốt. Không có chết nha, anh em đừng có chết. Ăn càng nhiều bộ lợi càng tốt. Thế này team mình sẽ dễ chơi được nhiều anh em ơi. Đó, với sự hỗ trợ của Archie phong cách trừng trị đi tốt. Anh em thấy là team kiểm soát mục tiêu dễ hơn rất là nhiều không? Chờ luôn nha em ơi, tầm này mình bán mình cân tất. Ơ kìa. Ui mình người vô hình nha. Ôi thế này thì mình chết hết. Lại thì ghi đụ, lại thì choáng cứu AD này. Ok, cả mỗi Lavin chạy thoát thôi. Cái này thì mình cứ đẩy thẳng là chắc chắn sẽ lấy ít nhất một đường rồi. Anh em thấy game là dễ chưa? Tại sao ăn rồng? Mình vẫn khuyên anh em ăn rồng bởi vì ăn rồng sẽ giúp các bạn farm nhanh hơn, lớn nhanh hơn. Anh em cứ tưởng tượng chơi một con tướng AD. Các bạn cần có 1-2 đồ các bạn farm mới phê. Như việc là tăng thêm 30% tốc độ farm thì nghĩa là mình chưa cần một đồ mình đã farm rất là ok rồi. Mà chết mà anh em nên kiểu rìu anh em farm cũng nhanh nha. Farm cực kỳ nhanh luôn. Cứ bình tĩnh thôi, chỉ còn một đường nữa thôi mà. Bây giờ team bạn phải kéo kiểu về late game ý, sau đi chung với nhau ấy, xong chia nhau cho tóm cơ. Không tóm được một mục tiêu thì mới win được. Chứ mà bị team mình kiểm soát hết mục tiêu này thì bạn sẽ khá là khó chơi. Ui. Adapter đấy, chia nhau như thế mới được. Nhưng mà mình có chút cuối mà. Phẹt, trời ơi. Cứ hết máu đầy cái máu luôn.
5k máu hồi quá là ghê luôn. Ôi cùi tiếc quá anh em ơi, cụ tử mạng đã chết rồi, thiếu một xíu đam máu trắng rồi vẫn sống được từ vị trí của Hunter, nhưng mà không ai cứu được trận này đâu rồi. Ok mình lấy chỗ nha. Trong mỗi clip thì mình đều để phong cách build đồ, phù hiệu và bảng ngọc trong phần mô tả video clip của Mô Việt để các bạn tham khảo. Ở trong phần mô tả có đầy đủ nha, từ bảng ngọc này có đến cái biểu mẫu anh em muốn lên kênh Mô Việt thì anh em hãy điền ngay biểu mẫu nha. Rồi có link shop moviet.vn, anh em nhớ vô đúng link shop để có thể mua link uy tín giá rẻ từ Mô Việt. Anh em là chưa có nick chơi game hoặc bạn bè chưa có nick chơi game nhớ giới thiệu lên shop moviet.vn nha. Ok, team mình đã phá xong nhà rồi, không có xạ thủ chơi vẫn ok mà, đâu cần chửi nhau mà vẫn uy đúng không anh em ơi. Và phong cách hai trường trị cực kỳ hay. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.